chia sẻ được, chẳng cần. Còn thì nếu cứ theo cách cũ tổng lại xong rồi gửi cho tôi, gửi cho mình. Chứ pet lên này, pet lên nó thành cái văn bản với kinh lắm. Kinh nó hết chưa? Không có gì luôn. Thế thì đánh nhá, bây giờ mới đánh vào một cái đêm lắc ấy, tại một phái đốc này. Xong rồi đánh mong cầu ở đấy, xong rồi pet gửi lại người nhá. Bao trọng video như nào anh nhỉ? Anh gì? Anh kéo thả vào đấy là được mà. Anh thả gì? Đây. Đâu? Đây á? Ừ. Ngu nhỉ? Thôi, em cảm ơn nhé. Em hiểu vuông được, chẳng phải bó tròn. Ơ, kéo thả là nó tròn rồi. Ờ, kéo nó là cái... Ngu nhỉ? Ngu nhỉ? Nếu chị phải đúng mắt. Luôn, tức là lúc nào cũng trong trạng thái đấy.